Xin chào quý vị khán giả đến với kênh của Nhật Tuệ Vlog. Hôm nay là chủ đề về ẩm thực quê hương. Nhật Tuệ xin giới thiệu với quý khán giả món ngan quê hấp siêu ngon không còn nước. Xin mời quý vị khán giả theo dõi video của Tuệ nhé. Các bạn ơi, để làm được món ngan hấp siêu ngon còn nước thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một con ngan dê nặng từ 2 cân 2 đến 2 cân 7 con nhé. Làm sạch, bóc muối để khô. Như con ngan mình đang làm video quay cho các bạn đây thì con ngan mình làm là con ngan nặng 2 cân rưỡi. Gia vị thì các bạn chuẩn bị cho mình 5 củ sả, 2 củ tỏi và 2 nhánh gừng, 2 quả ớt, 3 muỗng hạt tiêu, 3 muỗng hạt tiêu. Ớt thì chúng ta tiến hành bỏ hạt và thái nhỏ, sả thì cũng thái rất nhỏ, gừng cũng đập nhuyễn, tỏi cũng đập nhuyễn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành trộn tất cả các nguyên liệu và gia vị đã làm nhỏ rồi, trộn với hạt tiêu, cho với nước mắm vào để tạo cái độ sệt sệt. Sau đó ta tiến hành để cho nguyên cái hỗn hợp gia vị để chuẩn bị bóp vào con ngan để cho nó ngấm vào. Thì ta sẽ cho ngan vào trong nồi inox để ta đổ cái nguyên liệu gia vị vào, ta tiến hành bóp. Thì ta bóp hết phần phía ngoài xong là bóp phần phía trong để cho tất cả gia vị nó ngấm vào con ngan, để sau 15 phút thì ta tiến hành ta cho lên nồi để ta hấp cách thủy. Tiếp theo các bạn hãy làm theo mình là mình sẽ cho nốt cái cọng của cây sả vào trong bụng con ngan. Sau là mình sẽ tiến hành cho một cái bát vào, còn để con ngan trên cái bát. Còn mình sẽ trộn đều rượu với lại nước mắm vào, mình đổ vào dưới đáy nồi. Sau mình sẽ tiến hành đun, đầu tiên là đun to lửa cho nó sôi sục lên. Xong các bạn sẽ có sôi 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 to thì các bạn sẽ bật nhỏ lửa riu riu để cho đỡ mất nước, thì cái hỗn hợp rượu với nước mắm thì sẽ làm nóng con ngan và sẽ làm ngan chín các bạn ạ. Trước mắt thì chúng ta đun sôi to lên cho nó sục sục, xong bắt đầu ta sẽ cho bé lửa đi và tiến hành đun 45 phút. Thì sau khi mình đun 45 phút
nhỏ bé nữa, thì bây giờ con ngan hấp siêu ngon không ăn nước đã chín được các bạn nhé. Thì các bạn xem thành quả mình nhé, mình sẽ tiến hành quay quá trình mình thưởng thức món ăn siêu ngon này bạn nhé. Mời nào, mời các bạn đi. Mời các bạn đi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha, thành quả của món vịt ngan hấp không nước siêu ngon nhá. Mời cả nhà nhá, bây giờ ăn với gia đình mình nhá. Tiếp canh này. Đây, tiếp canh hấp đông mắm này. Đây bố mình nhá. Anh hạt tiêu này. Chạy ra lấy cái dao cắt bông quất này. Đây là kéo ấy. Tết tươi. Cô Phương vào đây ăn đi. Nào, nào. À, Trang ăn gì? Trang ăn gì bác lấy à? À ha, ăn này nhá. Rồi. Ngon chưa? Phương, đưa cô Phương, đưa cô Phương nào. Của cô Phương đâu? Phương ơi. Đây, gặp đi. Ăn tự nhiên đi. Không phải ngại, hiểu không? Đây, đây mình đây, đây chia rượu đây. À. Ngon không? Siêu ngon nhỉ? Ngon không? Siêu ngon đúng không? Cười. Ngon tuyệt vời. Ngon tuyệt vời đúng không? Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Ngon. Ha ha, Trang lấy cho cô Phương cái đùi đi. Phương ngồi trong này ăn này. Phương, Phương ngồi dịch vào đây. Phương ngồi đây. Linh, cho cô Linh này. Linh ăn gì anh lấy cho. Ngan này ngan quê ngon thật. Chính ơi, ăn tí tức canh nào. Rượu cây gai dầm sọng ấy. Rượu sọng đấy ạ. Rượu ngon, rượu ăn ăn thịt ngan hấp không nước thì đã cấp luôn nhỉ. Đây quá. Đây con ăn đi. Không tanh tí nào nhỉ. Tuyệt vời luôn. Thơm. Thịt đậm, thơm. Ngọt. Ngọt. Ngan quê ăn nó ngon hơn này. Anh làm rồi. Ăn đi. Đấy. Cô ăn đi. Vâng. Đấy, cho anh ít nữa. Đấy. Tươi như tiết dê luôn, đỏ tươi như tiết dê luôn, đẳng cấp luôn. Ngan, ngan nuôi mà, ngan ré mà. Đồ chiên chiên không dầu. Có cơm đấy. Đây để bố vào em làm đấy cơm. Mình lại làm món tiết canh luôn nhá. Đứng lại tao uống rồi.
from? Bà cha quá tuyệt vời. Mà đéo cho thằng bạn ở bên cạnh nhà kia. Ngon hết trơn. Này cho mình là ông bây giờ. Rồi. Đấy con mà. Dạy cho mình biết là ở một cái lượt mà lại vào nhà nó người rất cao người. Có người nào Linh cho đây ăn miếng thịt ngan này. Linh ơi, ngan nhá. Linh sợ, Linh sợ nên mới quay. Tân ơi mà ngồi. Vương, ấy mà ngồi này. Ấy mang người đây. Vương ngồi Việt Nam này. Lâm ngồi đây rồi. Bán ghế đây mà ngồi. Này bây giờ anh đi. Vẫn nguyên đây mà nó còn hộp giấy nữa. Đồ hộp giấy là nó đấy. Bán đây một xoay cơm nữa nè. Bán đây một xoay cơm nữa nè. Bán đây một bát đâu đi một xoay cơm. À đùi nào bác đấy chưa? Ăn vã ra tìm mét nhau cái gì. Giang ngon không? Cười. À đâu? Ngon chưa? Cả hại à, sợ chưa? Đặt vào rừng củ à? Anh đây. Đó, dưới cạnh bởi hàng mất điện thoại. Nó bán gì? Cái này là cái thịt thường kia chứ. Thịt. Nó cứ cùng coi cả nhà chứ mà. Quay đã, bên kia mà hết hàng hàng hàng. Làm cắt thịt. Hả? Không ăn nào không ạ? Không ăn nào không ạ? Mày xong chưa? Đang ngồi ăn. Mẹ ra đây mẹ. Đây này thêm cái nữa. Viên thế đấy. Đúng rồi. À. Tuyệt vời. Mày thêm bát của mẹ. Thiếu bát à? Vâng. Thế lấy luôn bát hoa luôn mẹ. Hai bát luôn. Bỏ mua rồi, mua hai bỏ. Bác kiểu này thịt đậm nhỉ cậu nhỉ? Ngọt, ngọt thật. Ngon luôn. Điều đặc biệt là không tanh tí nào. Thịt canh ở đang chén rượu. Rau mùi. Đây rồi rau đây. Có mùi ở dưới quê mà. Dưới quê 2.000 mới đâu mùi mà nó còn bằng 10 mới trên này. Ngan quê ngon. Không xẻ bớt lên đây đi. Ăn đi. Có thích canh không? Đúng rồi mà. Ăn đi. Đấy mấy miếng thịt nạc này. Đây. Xong rồi. Nạc. Đấy là cái của ta thì ba. Cái này. Là ba này, ta cho ba. Nhất. Nếu mà
ngon quá, ngon tuyệt vời luôn. Ngon thế nhà. Không làm phải lên đây. Rồi, đi rồi, ta đi rồi. Cả lá xanh và cả lá.